nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 77 năm ngày truyền thống cách mạng Kiến An 24 tháng 8, 28 năm ngày thành lập quận 29 tháng 8, chiều ngày 28 tháng 8, đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, tới thăm tặng quà đồng chí Vũ Văn Thác, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống của gia đình đồng chí Vũ Văn Thác, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Phạm Văn Khanh bày tỏ sự trân trọng ghi nhận của Đảng bộ chính quyền quận đối với những cống hiến đóng góp của đồng chí Vũ Văn Thác trong công cuộc xây dựng và phát triển Kiến An. Đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận mong đồng chí với trí tuệ kinh nghiệm của mình tiếp tục quan tâm đóng góp cho sự phát triển của quận, tham gia các phong trào tại địa phương. Đồng chí Vũ Văn Thác, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, động viên của Đảng bộ chính quyền quận. Mong quận tiếp tục có nhiều quyết sách đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.